cường giáp này. Rồi thì vôi hóa bỏ thận nhẹ thì mình sẽ có hình dạng tramline, đặc biệt là trong hoại tử bỏ thận cấp tính. Các bạn thấy cái mà bệnh xớp tủy thận đó chỉ là một trong những nguyên nhân làm cái đóng vôi tủy thận thôi, là cái nhiễm canxi tủy thận thôi. À, mình nói về leukocytosis gần có đóng vôi tủy thận, có ở tủy thận và bỏ thận, thì cái mà bệnh xớp tủy thận là một trong những nguyên nhân làm đóng vôi ở tủy thận. Mình thấy cái leukocytosis này rất là nhiều nguyên nhân mình có thể gặp nè. Nhiễm canxi tủy thận đó thường là mình sẽ gặp cường giáp nè, nguyên nhân cường giáp 40% trường hợp. À, nhiễm vây ống thận 20%, thận bị xớp. À, những nguyên nhân gây nhiễm canxi tủy thận là cường giáp nè, vây ống thận nè, thận bị xớp nè. Những nguyên nhân nhiễm canxi bỏ thận là viêm cầu thận mạn nè, hoại tử bỏ thận nè, thận thải ghép nè. Rồi, nguyên nhân của canxi leukocytosis này rất nhiều, nó chia ra ba nhóm nguyên nhân là loạn dưỡng nè, di căn nè và ứ động. À, nguyên nhân loạn dưỡng thì nãy các bạn thấy đó, cường giáp nè. Di căn các bạn cũng có thể gây ra nhiễm canxi nữa. Rồi, về X-quang cái leukocytosis này mình sẽ thấy như thế nào? Mình sẽ thấy là dạng là đóng vôi dạng trong trong thắt thận, rồi hoặc là dạng khô ha, lấm bóng, hoặc là đóng vôi bỏ thận dạng trên lai. Các bạn thấy tôi để cái chữ chung là leukocytosis, có nghĩa là mình vừa bao gồm cả tủy thận và bỏ thận không đó. Nhưng mà thường 95% trường hợp là mình gặp ở tủy thận. Rồi, đối với UIV thì mình sẽ thấy đóng vôi thắt thận trong phim cao V. Dĩ nhiên là cái UIV là mình phải có cái phim cao V trước đó rồi. Rồi, có thể thấy dạng đường và các dạng nang ở nhú thận, bệnh thận tiềm ẩn dạng tủy xớp ha, bệnh tủy xớp. Rồi, ở trên hình CT không tiêm thuốc tương phản thì mình sẽ thấy dạng từng chấm riêng lẻ hoặc là kết hợp các chấm trong nhu mô thận. Rồi, có thể thấy dấu hình chiếc nhẫn cho tăng vôi hóa tại vùng bỏ tủy. Siêu âm thì nhiễm canxi bỏ thận thì mình sẽ tăng âm bỏ thận thôi, có thể kèm theo bóng lưng. Còn nhiễm canxi tủy thận thì mình sẽ thấy thắt thận có độ phản âm cao hơn vùng bỏ kế bên. Canxi tích tụ nhiều hơn thì mình sẽ thấy sỏi ha, mình sẽ thấy sỏi thì rõ với bóng lưng. Rồi, dẫn đến phân biệt cái leukocytosis này với gì? Mình dẫn đến phân biệt với hoại tử nhú thận ha. Nếu hoại tử nhú thận thì thường gặp ở bệnh thận do thuốc giảm đau, bệnh thận do dùng thuốc giảm đau nha. Rồi đóng vôi dạng đường cong, hoại tử nhú thận đóng vôi dạng đường cong, hình tròn hoặc là hình tam giác. Trong khi cái leukocytosis của mình đóng vôi dạng gì? Dạng nốt nhỏ lắm tấm hoặc là dạng hình tramline nha. Tôi cũng quyết định ra chữ là gì, thử ra thôi để nguyên nhân luôn á. Rồi, vôi hóa theo vòng cung ha, cái hoại tử nhú thận này vôi hóa theo vòng cung của các nhú thận. Còn nếu carcinogenesis mà cái vỏ thận hay tủy thận nó sẽ đóng vôi theo thắt thận hoặc là đóng vôi theo vỏ thận nha. Cái này nó vôi hóa theo vòng cung của nhú thận. Rồi, có thể không phân biệt được với những canxi thận luôn. Đôi khi mình không phân biệt được là hoại tử nhú hay là những canxi gì đó là không phân biệt được. Rồi, phân biệt cái leukocytosis này mình chỉ có phân biệt với lao thận này ha. Thì lao thận có vôi hóa không, có vôi hình dạng vôi hóa ổn định gì hết, không có cố định ha, trong thận tại các vị trí bị nhiễm trùng. Vôi hóa dày đặc thấp thận, vôi hóa ở thận lao thận là vôi hóa dày đặc thấp thận. Rồi, cái nhiễm trùng ở bệnh nhân S thì mình thấy là vôi hóa lắm tấm ở cả vỏ và tủy thận luôn nha. Cái trường hợp leukocytosis cũng có vôi hóa cả tủy và vỏ nhưng mà rất hiếm, 95% trường hợp là tủy thận nha, còn vôi hóa cả vỏ và tủy rất hiếm. Nên khi mình gặp vôi hóa lắm tấm ở vỏ tủy nè, mình đừng có nghĩ leukocytosis đầu tiên, mình nghĩ nguyên nhân khác. Rồi, triệu chứng lâm sàng của leukocytosis này thì nó cũng giống thường là nó không có triệu chứng gì hết trơn, nó chỉ phát hiện tình cờ thôi, hoặc là có triệu chứng đau hông, tiểu máu nếu như mà nó có kèm theo sỏi niệu. Còn leukocytosis thường nó không có triệu chứng, mình phát hiện là do tình cờ. Này, điều trị leukocytosis thì mình điều trị gì? Mình điều trị nguyên nhân ha, điều trị nguyên nhân, những nguyên nhân nào mình gặp hồi nãy đó, do cường
giác nè, do loạn giữa do duyên căn cái gì đó, mình điều trị mình chỉ điều trị nguyên nhân thôi. Cái nhiễm cho cái địa thần thường phức tạp do nó có sỏi, do nó có sỏi thì càng theo mình thử điều trị phức tạp hơn. Thì điều trị là điều trị nguyên nhân. Trong cái nguyên nhân mà neurofibromatosis mình thường gặp đó là cường giác, thành thử ra cường tuyến cận giác, thành thử ra người ta khuyến cáo là bỏ tuyến cận giác ha, ở những cái bệnh nhân có đột cường cận giác nè. Khi nhiễm cả canxi máu bình thường, đặc biệt là nếu có sỏi thận, người ta khuyến cáo cắt bỏ tuyến cận giác. Mặc dù canxi máu ở bình thường, nhưng nếu có nhiễm có neurofibromatosis thì người ta khuyến cáo là nên cắt bỏ tuyến cận giác. Mặc dù canxi đều bình thường, mà đặc biệt càng nên cắt bỏ tuyến cận giác nếu mà cái này có kèm theo sỏi thận. Rồi, tỷ lệ sỏi tăng gấp 4 lần ở bệnh nhân cường cận giác. Các bạn thấy không? Cái nguyên nhân cường cận giác này là cái nguyên nhân hàng đầu thường gặp ở neurofibromatosis. Rồi, lưu ý nó có cùng dịch tễ của loạn chuyển nguyên hóa nhiễm trùng nha. Cái vùng dịch tễ mình nhìn á, mình thấy như neurofibromatosis gì đó, nhưng mà đây là vùng dịch tễ thì mình không có coi nó là neurofibromatosis nha. Nó có vùng dịch tễ. Rồi, nó dạng khối dày đặc nhiễm canxi tủy ha, dạng khối dày đặc. Nếu mà nó nhiễm canxi tủy thận, nhiễm canxi tủy thận này thường do là cái loại 1. Rồi, một bên nó nhiễm canxi, lưu ý nếu mà nó một bên á, hoặc là nhiễm canxi tủy nhiều vị trí riêng biệt á, nếu là ở một bên hoặc là nhiễm tủy mà nhiều vị trí thì mình phải chú ý cái bệnh tủy thận, xóa tủy thận nè. Mình phải chú ý cái này. Tại sao mình chú ý cái này? Tại vì cái xóa tủy thận này nó gây suy thận nha, nó gây suy thận. Cho nên nếu mà cái nhiễm canxi một bên hoặc là nhiều vị trí á, thì mình phải lưu ý cái thằng này. Rồi, hình ảnh minh họa cho mấy bạn thấy neurofibromatosis nè. Đây là hình tủy thận ha, đóng vôi tủy thận, nhiễm canxi tủy thận. Ở đây, trên hình này là hình gì? Cao B. Rồi mình sẽ thấy nè, đóng vôi lốm đốm ha, đóng vôi lốm đốm, đóng bóng quanh cho mấy cái thác thận ha, vị trí của thác thận. Rồi trên CT mình sẽ thấy nè, lốm đốm ở thác thận. Có thể nó lắng động nhiều nữa, là có thể những cái này mình có thể là thành sỏi luôn á nha. Rồi ở đây cũng vậy ha, đóng vôi đóng bóng ở theo cái thác thận nha. Rồi trên thị hình siêu âm mình sẽ thấy nè, thác thận phải nằm dày ha, thác thận phải nằm dày. Cái hình neurofibromatosis này rất là điển hình, mấy bạn gặp một lần làm sao mấy bạn nhìn là mấy bạn thấy liền, mấy bạn biết phát hiện liền. Đây CT nha, hình này siêu âm, hình này CT, này đóng vôi theo thác thận này, đây cũng vậy ha. Thôi mình thấy nè, mình thấy một bên nè, mình thấy không, cái này một bên, nếu mà có đóng vôi nhiều chỗ nó là mình coi chừng cái này là bệnh xóa tủy thận. À, xóa tủy thận mình phải chú ý đến nó, vì thằng xóa tủy thận nó có gây suy thận. Rồi ở đây ha, này đóng vôi lấm đớm này là gì? Có thể đánh giá được cái sỏi này mềm hay cứng.
mà người ta can thiệp. Nếu mà cái sỏi này nhiều khi sỏi nhỏ hay sỏi gì đó lâm sàng, người ta có thể là can thiệp là tán sỏi ngoài da chẳng hạn, thì mình dùng CT hay mức năng lượng mình có thể đánh giá được cái sỏi này mềm hay cứng. Nếu sỏi cứng thì nếu mình trả lời gì là sỏi cứng, người ta sẽ không tán sỏi ngoài da đâu, mà vì tán sỏi ngoài da nó không hiệu quả. Rồi, cái bài sỏi niệu ở đây là hết rồi, các bạn có thắc mắc gì không? Cái bài biến chứng là nhiễm trùng niệu thì các bạn sẽ có một bài riêng nha. Có khái niệm cận lập không? Hả? Có khái niệm cận lập. À, cái đó, đó là do khi mà mình siêu âm đó, mình nói với người ta, mình nói là cặn môi, cặn răng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà thấy thì mình sẽ thấy là sỏi nhỏ hơn 2 ly. Sỏi nhỏ hơn 2 ly đó. Bạn nhớ siêu lắm đó. Và trên thực tế đó, nếu siêu âm đó mà 2 ly hay gì thì tôi cũng gọi là sỏi. Cái thằng nephrocytosis nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nephrocytosis nó gồm có đóng môi tủy thận và đóng môi bỏ thận, hoặc là rất là nhiều đóng môi hai bên. Đóng môi tủy thận chia nhiều nhóm nguyên nhân, trong đó có cường, già cường, độc giác này nọ. Phớt tủy thận là một trong những nguyên nhân gây đóng môi tủy, đóng môi tủy thận. Còn về bệnh thận, có sốt tủy thận thì chúng ta đừng lo lại cái bệnh thận. Biểu hiện của sỏi tủy thận một trong những biểu hiện của nó là đóng môi tủy thận. Nhưng mà nếu đặc điểm mình nhìn theo đặc điểm, nếu nó chỉ có ở một bên, nó có một bên, nó có nhiều nơi, coi như cái nguyên nhân này là do sỏi tủy thận, chỉ là biểu hiện của sỏi tủy thận thôi.